Thưa quý vị, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã có chuyến học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại thị xã Phú Mỹ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thông tin về tình hình, một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ kinh nghiệm trong việc khai thác các tiềm năng thế mạnh cũng như cách làm hiệu quả để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện công tác giảm nghèo thời gian qua, thị xã Phú Mỹ tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung hỗ trợ hộ nghèo vốn, khoa học kỹ thuật, cây con giống sản xuất, hỗ trợ nhà ở cho người dân. Từ năm 2020 đến nay, thị xã có 651 hộ thoát nghèo, vượt 15% chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay, thị xã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và phấn đấu cuối năm 2023, cơ bản không còn hộ nghèo đa chiều theo chuẩn tỉnh. Trong chuyến học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại thị xã Phú Mỹ, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã tìm hiểu thực tế một số mô hình giảm nghèo tại xã Sông Xoài, tham quan mô hình sản xuất, hoạt động của hợp tác xã Bưởi Da Xanh Sông Xoài.